Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Thế giới tuần qua của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị, một tuần đã trôi qua với rất nhiều sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội nổi bật trên toàn thế giới. Mời quý vị khán giả cùng biên tập viên của chúng tôi nhìn lại những sự kiện quốc tế thu hút được sự quan tâm trong tuần qua. Thưa quý vị, cuộc chiến chống khủng bố của thế giới đã có bước chuyển mới khi trong tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức xác nhận thủ lĩnh tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong cuộc đột kích ban đêm của quân đội Mỹ tại tỉnh Idlib, miền Tây Bắc Syria. Tổng thống Trump cho hay, al-Baghdadi đã tự sát sau khi kích nổ đai bom cuốn quanh người. Ngoài al-Baghdadi, nhiều phân tử khủng bố khác cũng bị tiêu diệt trong cuộc đột kích này. Tổng thống Trump nhấn mạnh việc al-Baghdadi bị tiêu diệt nhắc nhở Mỹ sẽ còn tiếp tục truy lùng những phân tử IS còn lại. Ông cũng cảm ơn Nga đã mở cửa không phận giúp Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích cũng như sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iraq. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho hay không biết về bất cứ thông tin nào về việc nước này đã hỗ trợ không quân Mỹ trong chiến dịch tiêu diệt al Dadi. Trong khi dư luận quốc tế vẫn còn đang khá bất ngờ trước thông tin Mỹ đưa ra, thì IS đã chính thức xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, cùng với việc xác nhận thủ lĩnh Abu Bakr al-Badadi đã chết, IS ngay lập tức công bố về thủ lĩnh mới. Trong thông báo, IS đã lựa chọn Ibrahim al làm thủ lĩnh mới của tổ chức. Hiện có rất ít thông tin về vị thủ lĩnh mới này. Ngoài việc đây là cựu sĩ quan quân sự Iraq, từng phục vụ chính quyền Iraq dưới thời nhà lãnh đạo Saddam Hussein. Thông báo trên của IS được đưa ra thông qua hãng tin AMA của nhóm này và diễn ra chỉ một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ công bố những hình ảnh đầu tiên về cuộc đột kích nhằm tiêu diệt tên Abu Bakr al-Baghdadi. Việc tiêu diệt Abu Bakr al-Baghdadi được đánh giá là một bước tiến mới trong cuộc chiến chống IS. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Cuộc khủng hoảng tại Iraq tiếp tục leo thang khi trong tuần vừa qua, hàng nghìn người đã đổ xuống đường phản đối tình trạng tham nhũng, thất nghiệp cao trong giới trẻ và dịch vụ công yếu kém. Iraq đã phải ban hành lệnh giới nghiêm vào ban đêm tại thủ đô Baghdad nhằm đảm bảo an ninh cho bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối chính sách của chính phủ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chính phủ Iraq cũng đã triển khai lực lượng chống khủng bố nhằm tăng cường an ninh tại thủ đô Baghdad và thành phố Nasiriyah, những nơi xảy ra nhiều vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh. Bên cạnh đó, những hành động gây rối và làm tê liệt hoạt động của các trường học cũng sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Để xoa dịu người dân, Tổng thống Iraq Baham Saleh đã phải cam kết sẽ tiến hành bầu cử quốc hội sớm ngay khi luật mới được thông qua. Đồng thời cho biết Thủ tướng Aden Abdel Mahdi sẵn sàng từ chức khi có người thay thế. Tổng thống Iraq nêu rõ dự luật bầu cử sẽ được trình lên quốc hội vào tuần tới nhằm mở đường cho cuộc bầu cử sớm. Theo ông, điều kiện này được đưa ra là nhằm tránh khoảng trống quyền lực có khoảng 200 người đã thiệt mạng và 8.000 người khác bị thương trong các cuộc biểu tình bạo lực, yêu cầu cải cách hệ thống chính trị trong một tháng qua ở thủ đô Baghdad và khu vực miền Nam Iraq. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị khán giả, tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu EU hay còn gọi là Brexit vẫn tiếp tục bế tắc khi Hạ viện Anh vẫn chưa đưa ra được ý kiến thống nhất về vấn đề này. Trong bối cảnh Thủ tướng Anh Boris Johnson tìm cách phá vỡ bế tắc chính trị liên quan tiến trình Anh rời Brexit, thì Hạ viện Anh một lần nữa bác bỏ đề xuất tổng tuyển cử trước thời hạn. Dù đã có 299 nghị sĩ Anh bỏ phiếu ủng hộ đề xuất bầu cử sớm vào ngày 12 tháng 12, song kết quả này là không đủ 2 phần 3 đa số để đề xuất của Thủ tướng Johnson được thông qua. Đây là lần thứ ba ông Johnson thất bại khi tìm cách thúc đẩy tổng tuyển cử để phá vỡ bế tắc Brexit. Ngay sau thất bại này, Thủ tướng Johnson đã đưa ra đề xuất thứ hai về tổng tuyển cử và ngày 12 tháng 12. Tuy nhiên, Thủ tướng Johnson sẽ cần sự ủng hộ của các đảng đối lập như Đảng Dân tộc Scotland và Đảng Dân chủ Tự do. Bất chấp việc Liên minh châu Âu đã nhất trí với đề nghị gia hạn Brexit của Anh, nguy cơ Brexit không thỏa thuận vẫn tồn tại và các cuộc đàm phán thương mại trong tương lai sẽ khó khăn hơn. trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU ông Magnier cho rằng. Các doanh nghiệp, mà cụ thể là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần tiếp tục chuẩn bị cho kịch bản Brexit không thỏa thuận có thể xảy ra vào cuối tháng 1 năm sau, thời điểm hạn chót mới của Brexit, và khả năng này là không tránh khỏi nếu Quốc hội Anh tiếp tục phản đối thỏa thuận Brexit đã đạt được trước đó giữa Thủ tướng Johnson với EU trong khi Bruxelles sẽ không cho phép London lùi thời hạn chót thêm nữa. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ, Trung Quốc có những diễn biến mới. Khi vừa qua, Chile thông báo rút đăng cai hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC), sự kiện mà hai nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc dự kiến sẽ có cuộc gặp gỡ bên lề để ký kết một thỏa thuận sơ bộ. Phía Mỹ vẫn mong muốn thỏa thuận sẽ được ký theo đúng kế hoạch. Theo tuyên bố của người phát ngôn nhà trắng, Mỹ vẫn trông đợi hoàn tất giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại lịch sử với Trung Quốc theo thời gian như dự tính. Phía Mỹ hiện chưa có thông tin về địa điểm thay thế cho nơi đăng cai APEC và cũng đang đợi thông tin từ phía ban tổ chức. Trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa hai nước vẫn khá căng thẳng, thì vừa qua, cơ quan trọng tài Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã cho phép Trung Quốc áp thuế đối với lượng hàng hóa nhập khẩu thường niên từ Mỹ trị giá 3,58 tỷ đô la Mỹ liên quan tới tranh cãi nhiều năm qua về các quy định chống phá giá của Mỹ. Trước đó Trung Quốc đã đề nghị WTO cho phép áp thuế đối với lượng hàng hóa lên tới hơn 7 tỷ đô la từ Mỹ trong vụ kiện từ cuối năm 2013. Tuy nhiên, phán quyết mới nhất của WTO cho rằng các biện pháp chống phá giá bất hợp pháp của Mỹ đã gây vô hiệu lực hoặc thiệt hại về lợi ích cho Trung Quốc gần 3,6 tỷ đô la Mỹ và vì thế Bắc Kinh chỉ có thể áp thuế không vượt quá con số trên mỗi năm. Phán quyết này đã đánh dấu lần đầu tiên WTO cho phép Trung Quốc áp thuế trong một tranh chấp thương mại. Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, hôm qua, phiên họp toàn thể hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 đã chính thức khai mạc tại Thái Lan. Hội nghị sẽ tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến sự phát triển chung của khu vực. Nội dung chính phiên họp tập trung vào các vấn đề an ninh, phát triển bền vững và môi trường cũng như rác thải ra đại dương. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Thái Lan bày tỏ hy vọng các nhà lãnh đạo sẽ tận dụng cơ hội này để trao đổi quan điểm về các vấn đề trong khu vực. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan tập trung thảo luận về nhiều vấn đề như các biện pháp thúc đẩy tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, triển khai hiệu quả các kế hoạch tổng thể tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Các đại biểu cũng sẽ đánh giá kết quả thực hiện và thảo luận các biện pháp tiếp tục triển khai tuyên bố tầm nhìn lãnh đạo ASEAN về tăng cường quan hệ đối tác vì sự bền vững, thực hiện các ưu tiên năm 2019 theo tinh thần chủ đề tăng cường quan hệ đối tác vì sự bền vững, đồng thời định hướng cho ASEAN trong các năm tiếp theo. Thưa quý vị khán giả, tình trạng di cư và nạn buôn bán vận chuyển người trái phép đã trở thành thách thức mang tính toàn cầu khi mà ngày càng có nhiều vụ thương vong xảy ra. Mới đây nhất, vụ phát hiện 39 thi thể trong xe tải tại Anh đã gây ra rúng động trong dư luận quốc tế. Các quốc gia đang tích cực vào cuộc để xác định danh tính các nạn nhân cũng như nguyên nhân vụ việc. Theo cảnh sát Anh, cuộc điều tra về vụ việc sẽ rất kỹ lưỡng và kéo dài, có thể trải rộng ra nửa thế giới. Bộ Nội vụ Anh đã thành lập một đội ngũ riêng để phối hợp xử lý thảm kịch này trong cả ngắn và dài hạn. Tài xế Maurice Robertson đã trình diện trước tòa thông qua video trực tuyến và chỉ xác nhận tên, địa chỉ cùng quốc tịch. Nghi phạm 25 tuổi này hiện phải đối mặt với tổng cộng 43 tội danh, trong đó có 39 tội danh ngộ sát, 4 người, hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền. Hiện cảnh sát Anh đang truy tìm hai nghi can, gồm Ronald Hack, 40 tuổi, và em trai Christopher, 34 tuổi bị tình nghi liên quan tới vụ việc. Vụ việc 39 thi thể được phát hiện trong xe tải tại Anh đã thu sự quan tâm đặc biệt của người dân Việt Nam bởi đến ngày hôm qua, mùng 2 tháng 11, cảnh sát Anh thông báo họ tin rằng 39 thi thể trên container có thể là người Việt. Cùng thời điểm vụ việc này, tại Pháp cũng đã phát hiện 8 người nhập cư trong một chiếc xe lạnh, trong đó có 4 trẻ em. Những người này được phát hiện trong tình trạng giảm thể nhiệt nhẹ bên trong một xe tải đông lạnh đang trong hành trình di chuyển từ một cảng biển của Pháp lên phà sang Anh. Nguồn tin cho hay những người nhập cư này được cho đều là người Afghanistan, khi đó nhiệt độ trong xe chỉ khoảng 7 độ C. Hiện hai lái xe đều là người Rumani đã bị bắt trong khi những người nhập cư đã được đưa tới bệnh viện. Những vụ việc được phát hiện đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng di cư trái phép và nạn buôn bán người cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực hơn nữa để chấm dứt hoạt động đưa người di cư trái phép một cách vô nhân tính và bảo vệ người di cư và người tị nạn, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, trước những kẻ âm mưu lợi dụng sự khao khát của họ muốn có một tương lai tốt đẹp hơn. Liên quan đến lĩnh vực y tế, thưa quý vị khán giả, bệnh sởi, căn bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, có thể còn nguy hiểm hơn nhiều so với những gì chúng ta đã biết. Một nghiên cứu mới của Đại học Harvard của Mỹ mới đây cho thấy virus sởi có thể xóa bỏ ký ức miễn dịch của cơ thể, khiến hệ miễn dịch của người bệnh trở lại mức gần như của trẻ sơ sinh. Các nhà khoa học đã tiến hành phân tích đối với 77 trẻ em không tiêm chủng ở Hà Lan và thấy virus sởi xóa mất khoảng từ 11 đến 73% kháng thể ở nhóm trẻ em này. Trong đó có cả kháng thể cúm thủy đậu, vi khuẩn gây viêm phổi. Nếu không có những kháng thể này, trẻ sẽ dễ nhiễm lại những virus đừng xâm nhập vào cơ thể. Để củng cố lập luận của mình, nhóm nghiên cứu cũng tiến hành thí nghiệm trên khỉ đuôi ngắn. Kết quả cho thấy những con khỉ thí nghiệm mất khoảng từ 40 đến 60% kháng thể do virus gây. Có thể thấy việc tiêm chủng đầy đủ là cách đơn giản mà hiệu quả nhất để con người có thể phòng chống với các loại dịch bệnh đang có xu hướng phát triển ngày càng phức tạp như hiện nay. Đến đây thì chương trình Thế giới tuần qua của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau